Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với những sản phẩm an toàn là xu hướng tất yếu của thị trường. Theo kịp xu thế đó, nông dân Lâm Đồng đang tích cực chuyển đổi nhiều diện tích sang canh tác hữu cơ với những quy trình kỹ thuật khắt khe hơn. Tuy nhiên, để thực hiện các quy trình sản xuất và khi bán ra thị trường, vấn đề định danh giá trị sản phẩm hữu cơ đang là vấn đề gặp nhiều khó khăn. Nhìn bằng mắt thường khó có thể phân biệt được đâu là nông sản hữu cơ, đâu là nông sản thường, bởi không có sự khác biệt là mấy. Thậm chí nông sản hữu cơ do không sử dụng phân bón, thuốc bôi thực vật hóa học nên tuy sạch nhưng không xanh mướt, căng mọng, bắt mắt như nông sản không đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Đối với các sản phẩm hữu cơ thì khi không có nhãn mác thì nó sẽ khiến cho người tiêu dùng rất là phân vân giữa việc là sử dụng nó và phân biệt và sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả. Do vậy thì cũng rất là mong là các cơ quan chức năng cũng giống như là các đơn vị sản xuất sẽ chú trọng hơn vào việc là gắn các bao bì nhãn mác vào trong sản phẩm để hỗ trợ người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc cũng giống như là tin tưởng hơn vào các sản phẩm hữu cơ của mình. Sản phẩm hữu cơ giá thành nó sẽ khá là cao và khác biệt so với những cái sản phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Vậy nên là theo em thì các sản phẩm hữu cơ nên làm rõ về mặt bao bì cũng như là các chứng chỉ, để mà có thể là cho khách hàng thấy rõ cái sản phẩm của mình là đạt hữu cơ và cũng như là khác biệt so với những cái sản phẩm khác mà không rõ nguồn gốc, để mà khách hàng có thể trả với cái số tiền tương xứng về cái sản phẩm hữu cơ đó. Ngoài thị trường thì khó phân biệt đâu là nông sản hữu cơ và không hữu cơ. Nhưng trên đồng ruộng, để sản xuất một sản phẩm hữu cơ mất nhiều thời gian và chi phí, nên giá thành sản phẩm cũng vì thế mà cao hơn sản phẩm thông thường. Điển hình như những trái phúc bồn tử hay còn gọi là dâu rừng này của công ty Lambian VF được sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ với quy trình kỹ thuật khắt khe và các vật tư, phân, thuốc, đất, nước đạt chuẩn. Vì vậy, đòi hỏi trình độ và tính kỷ luật lao động của các cán bộ công nhân viên của công ty luôn cao để đáp ứng các yêu cầu của sản xuất. Vì vậy, trái phúc bồn tử và các sản phẩm chế biến từ nó như sô-cô-la, mứt, nước cốt, v.v. đều đạt tiêu chuẩn hữu cơ, đạt chứng nhận OCOP 4 sao và được thị trường ưa chuộng. Nhưng để đạt được các tiêu chuẩn này, người sản xuất gặp không ít thách thức. Cái hữu cơ là nó phải thuần túy theo từng cái môi trường, từng cái nơi, từ cái không khí, từ môi trường đó, thì nó mới ra được cái sản phẩm hữu cơ đúng theo cái quy chuẩn là hữu cơ, nó mang cái tính chất tự nhiên. Sản xuất ra một nông sản hữu cơ là quá trình mất nhiều công sức, thời gian, chi phí đầu tư tốn kém. Nhưng điều đáng nói là hiện nay, việc đánh giá, định giá, chất lượng, giá trị sản phẩm hữu cơ chưa thực sự rõ ràng. Do nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng chưa phân biệt đâu là sản phẩm hữu cơ và sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Trong lúc đó, sản xuất hữu cơ do không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học nên là nông sản sạch nhưng màu sắc, hình dáng sản phẩm không bóng đẹp, bắt mắt như sản phẩm thông thường. Vì vậy, nhiều lúc vẫn có sự so sánh khập khiễng và nông sản hữu cơ chưa thực sự được bán ra đúng giá trị bằng tổng chi phí đầu tư sản xuất. Chính quyền địa phương ở đây chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ tổ chức thường xuyên các cái lớp tập huấn về các cái quy định về nông nghiệp hữu cơ, các cái khóa tập huấn về kiến thức và kỹ năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ để giúp cho những người sản xuất đáp ứng được các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của nông nghiệp hữu cơ đưa ra. Cái thứ hai là quan tâm thêm về việc hỗ trợ các cái trang thiết bị hoặc là những cái dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tại vì những người sản xuất nông nghiệp hữu cơ đôi khi chúng ta thiếu cái thông tin và cũng thiếu cái việc là tiếp cận được những cái nguồn vật tư đầu vào đúng chuẩn nông nghiệp hữu cơ cho cái việc sản xuất sản phẩm hữu cơ của mình. Và cái thứ ba em đề xuất là chúng ta quan tâm đến việc phát triển các cái chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm để giúp cái việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được tốt hơn. Phát triển rộng rãi những cái kênh truyền thông và thông báo cho bà con để họ biết xây dựng một cái nền nông nghiệp hữu cơ là một cái nền nó bền vững, và giá trị thì sản lượng thì tuy nó sẽ ít nhưng mà chất lượng thì nó sẽ là bền vững hơn và để ra với thị trường với nước ngoài. Hiện nay Lâm Đồng có gần 1.580 hectare đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ. Về chăn nuôi hiện có 140 hectare đồng cỏ, hơn 1.000 con bò sữa, 38 con bò thịt đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ. Mục tiêu đến năm 2025
phát triển diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 1.600 hectare. Để đạt được mục tiêu trên, Lâm Đồng đã có những giải pháp cụ thể. Trong đó, công tác dán nhãn nhận diện, quét mã vạch để định danh nông sản hữu cơ được chú trọng. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ với cái giá trị của sản phẩm rất là cao, cho nên để bán thì thị trường, tìm được cái thị trường mà tiêu thụ sản phẩm đúng với cái giá trị của sản phẩm. Đấy. Cho nên là trong thời gian sắp tới, là các ngành chức năng cũng như các cái tổ chức mà sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng phải có tạo thành một cái chuỗi liên kết sản xuất theo hợp đồng, theo yêu cầu chất lượng của sản phẩm, thì lúc đó chúng ta mới chủ động được cái đầu ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất hữu cơ trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời phân tích 200 mẫu đất, nước. Từ đó, có cơ sở xác định được 171 vùng đủ điều kiện sản xuất hữu cơ cho các loại cây trồng vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 100% mục tiêu đề ra. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng chú trọng đào tạo, tập huấn, chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hữu cơ với các địa chỉ kinh doanh uy tín. Với những nỗ lực trên, Lâm Đồng sẽ mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ, đồng thời định danh được giá trị của sản phẩm hữu cơ trên thị trường.